Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn tách cái nền cho video nhé. Với phần mềm Filmora 12 có phông xanh hay không có phông xanh. Thế là nó rất đơn giản thôi. Hôm trước có một bạn hỏi mình ấy là Filmora thì có cái tính năng tách nền giống như CapCut không? CapCut PC ấy, thì bảo ok có. Thế mình có mấy cái video về hướng dẫn tách nền rồi ở Filmora 9, Filmora 10 và 11 luôn. Nhưng mà cái bản 12 không hiểu sao mình lại chưa làm. Thế như là mình có giới thiệu ở trong cái phần mà các cái tính năng mới của Filmora rồi ấy. Tuy nhiên là các bạn sẽ tìm tính năng tách nền. Thế ra mình sẽ làm lại một cái video. Ok, ví dụ đây là cái video mẫu của mình nhá. Đây là cái video hôm trước thì mình có thể mình tách nền rồi cho các bạn xem. Cái này nó không có phông xanh nhá. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ đưa cho các bạn 6 cái mẹo nhé. 6 cái mẹo. Đó, rất là đơn giản nhé. Ví dụ bây giờ mình có một cái video và mình không có, tức là mình không có phông xanh và mình muốn tách nền, thì mình sẽ xóa hiệu ứng đi nhé. Delete effect đi. Ok, và mình sẽ giấu cái check này đi. Ví dụ đây là cái video. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel. Video này mình quay cái nền tường này, nền tường đằng sau này, đâm ra nó không phải là phông xanh. Thì bây giờ nếu mà để mà tách nền video mà không có phông xanh ấy, các bạn sẽ kích đúp vào video nhé, kích đúp vào cái video. Sau các bạn chọn tiếp vào phần video nhé. Ví dụ bạn đi vào phần video này, sau chọn tiếp vào Basic này. Trong Basic này bạn chọn là AI Tool nhé, nó gọi là Artificial Intelligence ấy. AI Tool, sau bạn kéo ống dưới này nhé. Kéo dưới bạn nhìn thấy cái AI Portrait này nhé. AI Portrait thì bây giờ nó hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn có thể sử dụng được, miễn là các bạn có bản quyền của Filmora là các bạn có thể sử dụng được. Các bạn ấn vào đây để kích hoạt nó và nó tự xóa rồi. Ở dưới này có mấy cái thông số về cái map. Ví dụ cái độ dày của cái map nhé, các bạn có thể chỉnh độ dày của cái map để tăng hoặc giảm này, tùy nhé. Ví dụ bạn tăng lên này, các bạn nhìn đây là cái map nhé, thì bạn giảm nó đi, cho nó về gần không ấy, thì để nó cái map nó nhỏ nhỏ thôi. Ok. Tầm 5-7 gì đấy tùy bạn. Ví dụ mình sẽ chọn 5 nhé. Sau đây cái tức là cái độ mờ của cái mép thì mình có thể tăng hoặc giảm đấy, tùy các bạn. Như vậy là xong rồi, các bạn ấn vào ok. Đây là cái video mà tách nền ra rồi nhé. Tất nhiên mình sẽ thêm cho nó cái nền. Cái nền này thì mình lấy ở trong phần gọi là phần stock media này nhé. Stock media, đây mình biết mình bỏ cái nền đi, các bạn có thể nhìn đây là nó màu đen này. Màu đen này là trong suốt rồi, rất là đơn giản. Mình bật cái nền lên cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ sẽ render cái timeline. Ok, đây là cái video mà bạn tách nền ra mà không cần phông xanh gì và sử dụng cái tính năng AI Portrait nhé. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ đưa cho các bạn 6 cái mẹo nhé. Đấy, rất là đơn giản thế thôi. Ngoài ra thì Filmora 12 nó còn có thêm tính năng gọi là Smart Cut Out. Smart Cutout thì các bạn có thể chọn được các vùng ở trên video. Ví dụ mình có thể xóa cái hiệu ứng này đi nhé. Mình sẽ dùng cái tính năng Smart Cutout để mình tách nền nó nhé. Ví dụ mình kích đúp vào đây, mình vẫn đi vào cái phần video nhé, Basic, sau chọn là cái AI Tool nhé. Trong cái AI Tool này thì các bạn có cái Smart Cutout này, bạn ấn vào đây, ấn vào Smart Cutout, sau bạn phải ấn tiếp vào cái nút này nhé, Click to Start Smart Cutout nhé. Ấn vào đây, sau bạn sẽ có cái bút. Gọi là có cái bút để bạn chọn. Ví dụ bạn chọn người này. Đó. Chọn người, chọn hết người đi. Và ví dụ mình muốn giữ lại cái micro này nữa, mình sẽ chọn cái micro. Lần nào mình làm mình cũng giữ lại cái micro hết. Ok. Giữ lại cái micro. Còn nếu mà chỗ nào nó bị lem lem ra ấy, thì các bạn có thể dùng cái bút tẩy này nhé. Cái tẩy này bạn xóa đi. Đó. Dùng cái tẩy này. Tẩy để xóa đi. Sau bạn điều chỉnh được cái tẩy này, điều chỉnh được cái kích thước của cái tẩy với cái bút ở đây, điều chỉnh được cái mép viền các thứ này. Đây, mép viền này. Đó. Sau bạn ấn vào nút này, Start Smart Cutout, tức là bắt đầu. Ấn vào đây, nó sẽ tính từ đây bắt đầu nó kiểu xóa nền đi cho các bạn. Như rồi cái này phải đợi một tí nhé. Ok, sau khi phần mềm làm xong rồi ấy, thì các bạn có thể preview lại nhé. Các bạn okay, play để review lại. Ở trên này ấy, thì các bạn có cái hình người này. Các bạn có thể ấn vào đây. Các bạn xem nó có kiểu sạch không ấy, các thứ ấy. Bạn bật cái này, Toggle Transparency Grid này. Đó, bật lên. Thì nó sẽ nhìn được là cái phần nào nó giữ lại và phần nào nó xóa đi. Sau đó bạn nhấn vào Save. Nếu mà bạn thích chỉnh mấy cái kích thước mép rồi là các thứ thì bạn chỉnh bên này nhé. Sau đó bạn ấn vào Save. Thế là xong rồi. Thế là bạn cũng tách được nền ra mà không cần phông xanh, phông xiếc gì cả. Đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ giữ lại được cả cái micro. Đấy là hai cách. Thế còn nếu như mà các bạn kiểu có phông xanh ấy, quay video phông xanh ấy thì nó còn đơn giản hơn nữa. Ví dụ bạn ok, ví dụ mình thêm một cái video phông xanh ở chỗ này nhé. Mình sẽ lấy một cái phông xanh mẫu thôi. Film stock này.
green screen này. Đây, ví dụ mình có cái phông xanh, cái cháy nổ này chẳng hạn, mình kéo xuống timeline nhé. Bây giờ là cháy nổ là nó có cái nền xanh này. Đó, có cái nền xanh này thì để xóa cái nền xanh này bạn chọn vào đây nhé. Thì tương tự như thế các bạn cũng có thể kích đúp vào cái video phông xanh này nhé. Kích đúp vào đây sau các bạn cũng chọn là Basic này, sau chọn AI Tool. Trong cái AI Tool này thì ở trên này nó có cái gọi là Chroma Key nhé. Các bạn bật cái Chroma Key này lên. Đó, nó sẽ tự động nó kiểu tìm cái màu xanh ở trong này và nó xóa đi. Đó, xóa đi, còn lại mỗi cái cháy nổ thôi. Còn nếu mà không thì các bạn có thể ấn vào cái bút chọn màu này. Các bạn ấn vào bút chọn màu sau các bạn chọn cái màu xanh. Ví dụ ở đây nhé, ví dụ mình bỏ cái này đi nhé. Đây, bỏ đi, sau bạn ấn vào cái bút chọn màu này, bạn chọn cái màu xanh này. Đó, thì nó sẽ xóa đi cái gọi là cái nền của video luôn. Đấy là mấy cách để xóa nền của video ở trong Filmora 12. Ngoài ra nếu như mà bạn không muốn kích đúp vào nhé, ví dụ bạn không muốn kích đúp thì bạn có thể chọn được cái video phông xanh ở đây, bạn nhấn vào cái này này. Đây nó có cái nút này, AI Matting Tool này, các thứ này, ấn vào đây thì nó có ba cái lúc nãy. Chroma Key này, AI Portrait và Smart Cutout. Đó, đơn giản thôi. Ok, đấy là làm nào để xóa nền video với Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn nếu như bạn nào muốn mua bản quyền Filmora với mã giảm giá là 20% ấy, thì mình có hỗ trợ các bạn nhé. Thông tin các thứ ở dưới phần mô tả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.